Chiều ngày 13 tháng 10 năm 2023, tại ban khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Ngươn, Hội Phụ Nữ Phường phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Châu Đốc tổ chức buổi tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn khóm Vĩnh Chánh 2. Tại buổi tuyên truyền, các chị em hội viên phụ nữ được nghe đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Châu Đốc thông tin những vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện như quyền lợi hưởng chính sách khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thông tin các khoản phí tham gia bảo hiểm xã hội, phân tích rủi ro khi không tham gia bảo hiểm xã hội, những điều cần biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng dẫn các chị em phụ nữ đăng ký ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số, tra cứu, theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tư vấn và giải đáp thắc mắc những vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Qua đó giúp các chị em nắm đầy đủ thông tin về quyền lợi khi tham gia. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội thành phố Châu Đốc vận động các chị em tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong khoảng thời gian này để được hưởng chính sách ưu đãi.